phi hành gia tư nhân, những người này đến từ công ty khởi nghiệp Axiom Space có trụ sở tại Houston. Nếu điều kiện thời tiết tốt, bốn phi hành gia của Axiom Space dự kiến sẽ khởi hành vào ngày 8 tháng 4 theo giờ Mỹ tại Trung tâm Không gian Kennedy của NASA ở Florida. Họ sẽ bay trên tên lửa Falcon 9 của công ty SpaceX. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, bốn phi hành gia sẽ đến ISS 28 giờ sau khi cất cánh khi tàu Dragon của SpaceX cập bến ISS nằm cách trái đất khoảng 400 km. Chúng ta đang giống như trong giai đoạn đầu khi Internet mới xuất hiện vậy. Chúng ta không thể nào tưởng tượng được ra mọi khả năng. Vì thế, nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra một nền tảng nhằm thúc đẩy các khả năng. Ban đầu, chuyến bay được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 6 tháng 4, nhưng Axiom Space lại thông báo trì quản không lý do. Axiom Space cho biết đã ký hợp đồng với SpaceX để thực hiện thêm 3 nhiệm vụ không gian nữa trong 2 năm tiếp theo cảm ơn các bạn đã xem video các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé xin cảm ơn